Hôm nay cuối tuần rảnh thì mình ngồi mình chia sẻ cùng bà con anh em cái bài thuốc rất là hay để điều trị cái bệnh thoát vị đĩa đệm. Đối với mình là bị thoát vị đĩa đệm cột sống lưng 3 năm nay thì nói chung là đã điều trị rất nhiều các cái bài thuốc khác nhau, từ thuốc đông y, thuốc tây y, rồi đến nơi nào mà nói có bài thuốc hay là mình đều lần thế cả. Để mọi người có thể xem đến những cái món đồ mà trước đây mình đã trải qua nó này, từ cái đai cột sống của Dis Doctor này, là mình cũng mua cái này cũng mấy triệu bạc đúng không ạ, để nói nhưng nó cũng chả có giải quyết được vấn đề gì nhiều cả. Rồi cho nên là đi đến các nơi phục hồi chức năng mình cũng lần mò mình tìm được những cái máy, vì cái máy này là máy điện xung đây đấy, thì là cũng để cho mình sẽ cắm điện vào và mình xung ở cái vùng lưng của mình để nó sẽ giãn cơ, nó giảm đau. Nhưng mà thấy mọi người nhìn xem bây giờ này, cái này mình cũng để đồ mốc ra rồi này, cũng không 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 dùng được nữa, bởi vì là nó chỉ có tác dụng giảm đau nhất thời chứ nó không có tác dụng điều trị. Nghĩa là chỉ khoảng tầm xung xong một lúc rồi khoảng tầm 30 phút sau, 1 tiếng sau thì cái vùng lưng lại ẩm đau như thường đấy. Nhưng hôm nay thì chia sẻ cùng anh em bà con là cái cơ duyên biết đến với cái bài thuốc, cũng là đầu tiên cũng phải cảm ơn anh Quyền Linh, bởi vì hôm đấy là vô tình lên trên mạng thì nhìn thấy một cái livestream của anh Quyền Linh chia sẻ về bài thuốc ăn cốt nam. Thì mình biết là mình anh Quyền Linh trước nay rồi, anh làm rất nhiều việc tốt vân vân, và mình cũng có cảm tình với anh. Nói chung là cũng 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 khi anh nói chia sẻ về về bản thân anh trải nghiệm anh khỏi là mình cũng cũng ok, mình quyết định đến tìm đến nhà thuốc luôn đúng không ạ. Thì hôm nay chia sẻ với anh em này, tất nhiên thuốc thang thì nó hợp theo cơ địa của từng người. Đối với mình thì và một số những anh em bà con mà mình giới thiệu thì đều rất hiệu quả, tuy nhiên cũng không phải tất cả mọi người ai cũng hiệu quả cả. Nhưng hôm nay là giới thiệu chia sẻ vì đây nó là một cái bài thuốc khá hay mà bản thân mình là 3 4 năm liền đều bị, hơn 3 năm trời bị cái bệnh này đúng không ạ, mà đến bây giờ tìm được cái bài thuốc này điều trị hiệu quả thì muốn giới thiệu của mọi người thôi. Thì đây chính là cái bài thuốc ăn cốt nam. Thì trong nhà thuốc thì mình liệu trình điều trị đầu tiên của mình ấy, một liệu trình điều trị đầu tiên của mình là 10 ngày thì mình dùng sang đến ngày thứ 8 ta bắt đầu là các cái ê nhức của vùng lưng nó giảm bớt hẳn rồi. Và hết liệu trình điều trị đầu tiên ấy, thì mình giảm được khoảng tầm 50 đến 60% rồi, thì mình dùng chỉ trong khoảng 3 liệu trình là mình bây giờ là cái bệnh thoát vị không không còn nữa, nghĩa là lưng bây giờ thoải mái, ngồi xe lái xe có thể nói là 5 6 tiếng không cần phải 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 đứng lên đi lại rồi, không cần phải dùng cái bất cứ một cái gì hỗ trợ cả. Hay thì thuốc của nhà thuốc người ta đưa ra ấy, thì nó có là thuốc uống này, 20 gói thuốc uống này. Thuốc uống này là người ta đóng thành cái dạng cao sẵn cho mình rồi đúng không ạ, dạng cao rồi, nghĩa là đây cũng thử cho anh em biết luôn là cái cách sử dụng này. Đây là thuốc mình mua về để mình biếu nhân tiện thôi, review thì cắt một gói. Thực ra cái này nếu mà những người nào mà khỏi rồi ấy mà muốn uống kiểu uống củng cố thêm thì cũng có thể là mua thêm một liệu trình hai liệu trình để mình uống để cho nó ổn định hơn đúng không ạ. Đấy thì cắt cái cao ra này, thì sau đó là mọi người chế thêm một chút cái nước ấm vào cái cao thuốc này của nhà thuốc đúng không ạ. Thì mỗi một ngày là mình sẽ uống 2 gói cao như này, cao người ta nấu thành cô đặc này. Nói chung là mùi thuốc vị thuốc cũng khá là dễ uống chứ không khó uống lắm đâu đúng không ạ. Nhưng mà người ta gửi cả cái đĩa hướng dẫn bài tập, nhưng cái này thì mọi người cứ lên mạng mọi người search trên YouTube nhà thuốc này, người ta cũng có cái kênh này mà trên đấy là bài tập này là có hết, nên là cái đĩa này bây giờ cũng ít người dùng lắm. Nhưng mà cái mà mình thực sự là mình ấn tượng hôm nay muốn review trực tiếp cho bà con này chính là cái thuốc uống này cộng với cái cao dán này cực kỳ hiệu quả. Nhất là cái cao dán này, mình chưa từng chứng kiến một cái cao dán này, salon pad, salon sip, tất cả các thứ mình đã dùng bên ngoài rồi, thì các cái cao dán đấy mọi người ai đã từng dán ấy, khi mà bị đau nhức mà đã từng uống thuốc giảm đau hoặc là dán cao dán thì mọi người đều có thể nhìn thấy là nó chỉ giảm được cỡ cho mình anh em mình khoảng, người nào lâu thì được khoảng 1 2 tiếng, còn nhanh nhanh là chỉ dán miếng cao dán vào khoảng 30 phút sau là hết rồi, là đâu lại vào đấy, nó không còn nóng ấm nữa. Nhưng cái cao dán là đặc biệt của là thuốc hôm nay tôi đã bóc review cho anh em luôn, thì review để cho anh em biết luôn là cái này là cái mình thực sự ấn tượng, bởi vì cái cao dán này nó rất là hiệu quả, mình có cảm nhận ngay được trong ngay cái ngày dán đầu tiên. Để cái miếng cao dán là thuốc người ta làm ra thành miếng cao nhài đây, và lúc đó là mọi người mình bóc ra đấy, ở trong này người ta cũng có lót này. Các thầy thuốc mình có hỏi là cái miếng này là miếng gì, thì đây chính là một cái miếng nam châm, chứ còn cái bí kíp người ta làm sao người ta đặt cái miếng nam châm ở đây thì mình không rõ. Nhưng mà
hít qua cái mùi mùi cao rất là thơm, cao thơm một. Nhưng mà mọi người biết là dán cái miếng này, miếng cao này vào hơn hẳn cái khác, là mọi người tin được không, là cái miếng cao này nó có thể nóng tới, có những ngày mình cảm nhận nó nóng tới 2 ngày, nghĩa là đêm mình dán một miếng, uống thuốc xong mình dán miếng cao vào, mình để cái miếng cao sang đến tận đêm ngày hôm sau vẫn còn nóng. Cái này là cái mà mình khẳng định luôn, là anh em bà con nào mà đã đi điều trị và đã từng dán cái miếng cao rồi không bao giờ có tìm được cái cao nhảy. Thì mình cũng không biết là hiệu quả nó đến từ, nó kết hợp thuốc uống cao dán là tập luyện như thế nào, nhưng mà cái mình thấy ấn tượng nhất và muốn chia sẻ để anh em nhìn thấy là nó rất là hay ở chỗ đấy. Chứ còn các cái miếng cao khác bên ngoài chỉ khoảng tầm 30 phút 1 tiếng thôi là hết sạch hơi nóng rồi, những cái này dán cái vào mà cái nóng nó rất hay, là nóng của nó ấm dần dần vào trong, sau đó là gì, sau đó là nó thấm sâu trong nhưng nó không rát cái bề mặt da. Vì những cái cao bên ngoài hoặc cái bôi những cái thuốc xịt bên ngoài vào là nhiều lúc nó rát cái bề mặt da khó chịu lắm, nhưng cái này là dán vào khoảng tầm 10 đến 15 phút sau thì bắt đầu nó ấm ấm dần lên, xong đó nó cứ vậy, nó như kiểu nó có một cái bếp hồng gì ấy, nó thổi vào cái vùng đấy rất là ấm áp, ấm dâm da, nó thấm sâu vào trong, cái nóng nó sâu vào trong, chứ nóng nó không ở bề mặt da và nó không gây rát, mà cái lâu nhất là cái thời gian nó lâu đấy. Thì cái đấy là cái mà cũng chia sẻ với lại anh em là mình thấy có cái cảm nhận. Thế còn sau điều trị thì mình chỉ có sau có 3 liệu trình là các cái triệu chứng của mình cũng giảm ngay từ những cái liệu trình điều trị đầu tiên, rồi giảm ngay từ liệu trình đầu tiên đến liệu trình thứ 3 là đã chia tay luôn với các căn bệnh thoát vị đệm, nghĩa là bây giờ ok, thoải mái ngồi xe hàng ngày liền, không vấn đề gì cả. Đấy, bây giờ cái nói chung là cái bài thuốc này mình trải nghiệm nó rất hiệu quả rồi. Thế bây giờ mình cũng chia sẻ để cho anh chị em nào mà có nhu cầu thì chủ động liên hệ mình, đính kèm luôn cái địa chỉ website người ta. Mà nói chung là cũng rất là cảm ơn anh Quyền Linh, bởi vì nhờ có anh Quyền Linh thì mình mới biết đến nhà thuốc và mình dùng nó có hiệu quả. Thì cũng tiện thể là chia sẻ luôn cái địa chỉ thông tin website của nhà người ta, thì của nhà thuốc, thì anh em chủ động liên hệ với lại nhà thuốc ở dưới. Chứ còn mình cũng là bệnh nhân như bao người thôi, điều trị khỏi rồi, nên là mọi người đừng có inbox hỏi mình là cái này điều trị như thế nào, rồi mình không có chuyên môn chuyện đấy. Nếu mà anh em cần thì anh em chủ động liên hệ với nhà thuốc thì người ta tư vấn.